Thanh Hoa xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục văn hóa của DKN TV. Thưa các bạn, hôm nay chúng ta cùng chia sẻ câu chuyện Cảm ngộ Tây Du Ký, ôn dịch và thiên tai đều có nguyên do. Thưa các bạn, Tây Du Ký là một tác phẩm văn học cổ điển nổi tiếng của Trung Quốc. Mỗi câu chuyện bên trong đều ẩn chứa trí tuệ thâm thúy của Phật gia. Nó có ý nghĩa truyền cảm hứng không chỉ đối với người xưa mà còn đối với cả con người hiện đại ngày nay. Căn nguyên mà quốc vương bị bệnh trong 3 năm. Trong hồi thứ 71 của Tây Du Ký, Đường Tăng cùng các đồ đệ của mình đi đến gia phận nước Chu Tử, trao đổi thông tin với quan văn, thầy cho họ mới biết được hoàng hậu của Chu Tử Quốc bị yêu quái bắt đi 3 năm trước. Quốc vương ngày đêm nhớ nhung mà sinh bệnh, đã niêm yết bảng chiêu mời thầy thuốc. Tôn Ngộ Không đã bóc bảng niêm yết và ra tay cứu giúp, chữa khỏi bệnh cho quốc vương. Lúc Bồ Tát Quán Âm đến bắt yêu quái về, bà có nói với Tôn Ngộ Không, yêu quái đó là con sấu lông vàng mà ta cưỡi, nó một mình hạ phàm, lừa gạt vương hậu, giúp quốc vương tiêu trừ tai nạn. Bởi vì lúc còn là thái tử, quốc vương rất thích đi săn, đã bắn chết chim tước non mới sinh của Khổng Tước, Đại Minh Vương Bồ Tát. Quốc vương gặp phải nạn này là để hoàn nghiệp bắn chết chim tước non. Hiện nay, 3 năm oan khiên đã đủ, may mắn ngươi đến chữa bệnh cho quốc vương, ta tới để thu phục yêu tà. Nhìn bề ngoài, Tôn Ngộ Không tới chữa khỏi bệnh cho quốc vương, nhưng trên thực tế, nguyên nhân căn bản lại là nghiệp nợ do bắn chết chim tước non của quốc vương đã hoàn trả xong. Điều này có thể thấy, nhiễm bệnh không phải là vô duyên vô cớ, tất cả đều có quan hệ nhân duyên. Như vậy thì, quốc vương phải trả nợ nghiệp thì mới tiêu trừ nghiệp lực, sau này mới có thể hạnh phúc được. Nợ nghiệp thì phải hoàn nghiệp, theo Phật gia là như vậy đó. Nghiệp lực cùng tật bệnh và ôn dịch. Phật gia giảng rằng, người làm việc không tốt hoặc khiến người khác chịu nhận thương tổn đều là đang tích nghiệp lực cho chính mình. Tới một thời điểm, khi nghiệp lực đủ lớn thì sẽ sinh ra bệnh tật hoặc tai nạn. Một khu vực mà trường nghiệp lực tại đó lớn thì sẽ xuất hiện thiên tai nhân họa, chiến tranh ôn dịch. Đại dịch coronavirus mới hiện nay liệu có phải là lời cảnh báo cho thế nhân? Trong cuốn Tâm Tướng Thiên, Tông sư Đạo gia Trần Đoàn có giảng rằng dịch bệnh tử vong không phải do vận số mà là do nhục mạ trời, nhục mạ đất. Trong điển tích của Trung Y, Danh Y Tự Bệnh Luận có viết lý do bệnh tật, bệnh dịch và thiên tai của thế nhân không chung tuổi thọ. Nhiều người chết trẻ đều là do không biết tự yêu tiếc bản thân, phẫn uất tranh giành hết mức, yêu danh cầu lợi, chất độc tụ lại tấn công lên tinh thần. Điều này nói lên rằng con người vì thỏa mãn dục vọng, cầu danh lợi, bất kính với trời đất, thần linh mà đoàn thọ, mắc phải bệnh tật và ôn dịch. Câu chuyện hạn hán ở quận Phượng Tiên gợi ý điều gì? Thưa các bạn, hồi thứ 87 Tây Du Ký kể câu chuyện như thế này. Đường Tăng và đồ đệ đi đến quận Phượng Tiên, nơi đây gặp phải hạn hán 3 năm, rất nhiều người đã bị chết đói. Quận Hầu có dán thông báo mời Pháp Sư cầu mưa cứu dân. Tôn Ngộ Không liền bóc bảng niêm yết báo danh trợ giúp. Tôn Ngộ Không đến Tây Thiên Môn và biết được lý do quận Phượng Tiên không có mưa là do Thượng Thiên trừng phạt. 3 năm trước, Ngọc Đế đi ngang qua quận Phượng Tiên. Lúc ấy, quận Hầu đang cãi nhau với vợ. Trong cơn giận dữ, đã đánh đổ bàn thờ. Hơn nữa, còn thốt ra những lời lẽ thô tục, khiến mạo phạm tới Ngọc Đế mà tạo nghiệp. Vì vậy, Ngọc Đế đã lập 3 thứ, núi gạo, núi bột, khóa vàng lớn. Cần đợi tới khi gà ăn hết núi thóc, chó liếm hết núi bột, đèn dầu đốt
nung chảy khóa vàng thì mới có thể để mưa rơi xuống quận Phượng Tiên. Tôn Ngộ Không trở lại hạ giới, thuyết phục quận hầu rằng sớm quay về hướng thiện niệm kinh Phật, như thế tôi mới có thể giúp. Nếu như không thể thay đổi thì không lâu nữa trời nổi giận trách phạt, ngay cả tính mạng cũng không giữ được. Quận hầu tự trách mình, thề nguyện quy y. Đường Tam Tạng cũng đọc kinh cho ông. Tất cả mọi người không kể giàu nghèo, từ trong đến ngoài thành, dù nam hay nữ, đều thắp hương niệm Phật, tạo nên một bầu không khí tràn ngập thanh âm hướng thiện. Chỉ một thoáng sau thì gạo và bột mì đều hết, khóa cũng đứt. Ngọc Đế lệnh cho mưa xuống. Từ đó về sau, người ở quận Phượng Tiên đều kính trời tin Phật. Từ câu chuyện về Phượng Tiên, có thể thấy được người làm quan mà mạo phạm đến Thượng Thiên sẽ khiến cho lê dân bách tính một vùng cũng phải chịu nạn theo. Vâng, thưa các bạn, chuyên mục văn hóa của chúng tôi đến đây tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những chương trình tiếp theo. Xin kính chào tạm biệt các bạn.